Thưa quý vị và các bạn, tối qua, ngay sau khi có kết quả chính thức về hai trường hợp bệnh nhân tại thành phố Đông Hà nhiễm COVID-19, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà về triển khai các biện pháp ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà. Hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Quảng Trị vừa được Bộ Y tế công bố gồm một nam và một nữ có địa chỉ thường trú tại phường 3, thành phố Đông Hà. Nhận định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho thấy yếu tố dịch tễ của hai trường hợp này rất phức tạp, khả năng lây nhiễm cộng đồng rất cao. Do vậy, ngày 10 tháng 5, ngay sau khi có kết quả của hai trường hợp nghi nhiễm, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Đông Hà đã ngay lập tức triển khai, truy vết và phong tỏa các khu vực có liên quan. Theo đó, có 34 trường hợp F1 và 233 trường hợp F2 của hai ca bệnh này. Các trường hợp F1 cư trú ở Đông Hà và các huyện Cam Lộ, Hải Lăng, Đắk Cờ Rông. Riêng số trường hợp F2 đã đi lại rất nhiều nơi và dự báo số F2 sẽ tăng lên trong một vài ngày tới. Ngay trong đêm mùng 10 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Quảng Trị đã thực hiện cách ly tập trung đối với 34 trường hợp F1 và thông báo lịch trình di chuyển của hai trường hợp này để người dân biết và khai báo y tế. Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Đông Hà Nguyễn Chiến Thắng đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường trên địa bàn thành phố kích hoạt cao nhất việc truy vết F2 và bố trí lực lượng giám sát để đảm bảo các trường hợp F2 không tự ý đi ra khỏi khu vực cách ly tại nhà. Đối với các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí đề nghị các phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận tạm dừng các hoạt động tiếp xúc cử tri, đồng thời tiến hành diễn tập bầu cử theo tình huống có ca bệnh trong cộng đồng. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng xét nghiệm, truy vết các trường hợp liên quan. Đối với các trường hợp F1 được nhận định là có nguy cơ cao trở thành F0 thì phải tập trung ưu tiên xét nghiệm trước. Toàn bộ trường hợp F2 phải được truy vết triệt để, lập danh sách cách ly tại nhà và yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm quy định của Bộ Y tế, không được đi khỏi nơi cách ly. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam cũng đánh giá cao sự phản ứng kịp thời, nhanh nhạy của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Đông Hà và đề nghị thành phố tiếp tục các biện pháp theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, việc áp dụng giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Đông Hà phải được bàn bạc kỹ, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của nhân dân. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặt ra yêu cầu đối với các cửa hàng ăn uống trên địa bàn thành phố Đông Hà chỉ được phép bán mang về, các cơ sở giáo dục tạm thời cho học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam cũng đặc biệt đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà áp dụng trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh để giám sát hoạt động truy vết trên địa bàn, không bỏ sót một trường hợp nào có liên quan trong cộng đồng mà chưa được cách ly.